Ơi, chào mừng mọi người đến với shop cây ăn trái Hoàng Long Gia Đập. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một giống cây ăn trái đang hot nhất tại Hoàng Long Gia Đập. Đó là cây lục đỏ Ai Cập nha. Thì bây giờ em mời mọi người hãy cùng theo em và xem qua cây lục đỏ Ai Cập của bên shop Hoàng Long Gia Đập nha. Cây lục của chúng ta đây rồi nè mọi người. Thì đây là cây lục đỏ Ai Cập nha. Và có một điểm nữa là khách hàng rất là thích ở cái cây lục này, đó là không phải là một cây chiết, không phải là một cây ghép mà nó được gieo lên từ hạt. Và một cái cây từ hạt đó thì nó sẽ sống rất là khỏe luôn. Đó, đối với cây lục này nè thì nó có thể sống ở trên đất đỏ cũng được, đất thịt đó, hoặc là đất phù sa, đất cát cũng sống được. Và đặc biệt hơn nữa là có thể sống được ở vùng đất phèn ngập mặn giống như là ở dưới miền Tây nha. Hiện tại thì cây lục Ai Cập này đang có rất là nhiều hoa. Và bây giờ em sẽ quay cho mọi người xem cái hoa của cây lục Ai Cập này nó đẹp như thế nào nha. Mọi người xem nè, đây là cái hoa của cái lục Ai Cập, rất là đỏ luôn, đỏ rực rỡ luôn, không có giống như một số cái dòng lục khác á. Dòng lục khác á thì hoa của nó sẽ đỏ nhưng mà nó hơi cam cam một tí xíu. Đó, và cái lục Ai Cập này đang có rất là nhiều hoa. Cái điều này á sẽ dự báo cho chúng ta là cây lục này chuẩn bị có một đợt trái rất là sai. Khi mà cái lục Ai Cập này á nó đậu trái á thì trái của nó rất là to luôn. Và nó sẽ có màu đỏ, đỏ từ lúc mà cái trái lục nó nhỏ cho đến lúc lớn luôn. Và trái lục Ai Cập á, thì ăn rất là ngon, bên trong ruột của nó cũng màu đỏ luôn. Ở bên Thái Lan á, cái dòng lục Ai Cập này á, là cái dòng mà trái mà được xuất khẩu nhiều nhất luôn á. Mọi người xem, đỏ rực rỡ luôn. Khi mà cái cây lục này á, nó lên đọt non á, thì mọi người có để ý không? Là cái cuống của nó sẽ có màu đỏ nha. Nó cuốn lá màu đỏ và cái cành của nó cũng hơi đỏ đỏ một tí xíu luôn. Và cái lá của cây lục Ai Cập này nè thì mình có thể là mình phơi khô ra và mình sử dụng giống như là trà vậy đó. Nó sẽ giúp cho mình chống mất ngủ nha. Cây lục của shop Hoàng Long Garden đẹp không ạ? Nếu mà mọi người quan tâm tới cây lục Ai Cập này á thì mời mọi người hãy ghé qua shop Hoàng Long Garden, địa chỉ là 203 Phan Huy Ích, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là mình có thể truy cập vào website cayantrai.vn để tìm hiểu thêm thông tin về cây lục Ai Cập này, hoặc là cũng như là tìm hiểu thêm nhiều dòng sản phẩm khác của Hoàng Long Garden đang có nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video ạ.